đây sẽ là hai siêu xe đầu tiên của đoàn Hà Nội xác nhận sẽ tham dự Carbon 2019 các bạn nhé. Đây, chiếc Ferrari California T và chiếc Lamborghini Aventador Roadster, hai siêu xe xác nhận sẽ tham dự Carbon 2019 của đoàn Hà Nội các bạn nhé. Đây sẽ là hai trong số khoảng 10 chiếc đoàn Hà Nội sẽ tham dự Carbon 2019. Trước mắt thì anh chủ sẽ tham dự chặng Hà Nội Hạ Long. Sẽ lần này sẽ có từ hơn 20 cho đến 30 chiếc siêu xe từ Hà Nội và Sài Gòn tham dự Carbon, hành trình siêu xe Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức sau 2011 và 2018. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 6, xuất phát từ Hà Nội đi Hạ Long, Mộc Châu và quay trở lại Hà Nội. Chiếc này thì được độ gói body kit full carbon, độ bồ FE Exhaust. Một trong những chiếc Lambo rất là nổi tiếng tại Hà Nội rồi. Xe thường xuyên ra phố. Atlas độ 2 màu. Có cuộc trò chuyện nhanh với anh chủ của hai chiếc Ferrari và Lamborghini này. Màu khá là độc đáo luôn. Nắp capo được thay bằng nắp capo mới màu đen, màu carbon, đen carbon. Sắp tới thì anh chủ sẽ độ thêm một số chi tiết, dán thêm một chi tiết, số chi tiết đề can sấm sét cho nó tượng hơn. Trong một vài ngày tới thì xe sẽ được dán tem của Carbon. Ngày 13 thì tất cả những siêu xe tham dự hành trình lần này sẽ tập trung tại khách sạn, sau đó ăn một bữa tiệc chuẩn bị khai mạc và sẽ bắt đầu hành trình vào ngày hôm sau, ngày 14 tháng 6. Nhiều khả năng thì tất cả các siêu xe sẽ tụ tập tại khách sạn JW Marriott. Đây là một chiếc Lamborghini Aventador đã từng qua tay anh Cường Lula, sau đó được bán ra Hà Nội và độ gói body full carbon, rất là nhiều các chi tiết carbon. Đây sẽ là hai chiếc đầu tiên xác nhận sẽ tham dự Carbon 2019 các bạn nhé. Đây là chiếc Lamborghini Aventador Roadster LB704 và phía bên kia là chiếc Ferrari California T mới được chủ nhân sơn lại hoàn toàn ngoại thất, sơn lại các bạn nhé. Chiếc đó nó có màu xanh, tuy nhiên lại được sơn lại. Màu này thì đến anh chủ cũng không biết gọi nó là tên gì, tên mã màu là gì luôn. Hai chiếc mui trần sẽ tham dự Carbon 2019 diễn ra vào ngày 14 tháng 6 tới đây. Theo chia sẻ với anh chủ thì nhiều khả năng thì anh Tuấn Hưng sẽ không kịp, sẽ không có thời gian để tham dự Carbon lần này do chuyến lưu diễn tại Úc, nên anh sẽ không tham dự hành trình này. Một phần nữa cũng là chiếc Ferrari của anh cũng đang trong quá trình hoàn thiện sau khi sửa chữa nên rất khó để tham dự. Đây là một sự cố rất đáng tiếc, hơi tiếc là không có sự góp mặt của ca sĩ Tuấn Hưng, người cũng từng tham dự Carbon 2018.
Hiện tại thì một số siêu xe từ đoàn Sài Gòn cũng đã bắt đầu được chuyển ra Hà Nội. Trong đó có chiếc Lamborghini Aventador S, chiếc Aston Martin V8 Vantage V8, chiếc McLaren 720S của anh trưởng đoàn màu đỏ. Ngoài ra còn có một chiếc Huracan màu xám chính hãng cũng đang được chuyển ra Hà Nội. Và Hà Nội hiện tại cũng đã túc tắc chuẩn bị cho hành trình, trong đó có một chiếc Aventador cũng là phiên bản Roadster màu trắng, năm ngoái cũng đã tham gia hành trình Carbassion, cũng sẽ tham dự hành trình siêu xe năm 2019. Xe thì đã được dán tem Carbassion rồi. Như vậy thì ít nhất đoàn Hà Nội đã có khoảng 4 chiếc siêu xe, gồm 2 chiếc Aventador Roadster, 1 chiếc Ferrari 488 GTB, 1 chiếc California T, ít nhất đã có 4 chiếc tham dự rồi. Ngoài ra thì theo anh chủ của 2 chiếc siêu xe này chia sẻ thì có khoảng 4 đến 5 siêu xe nữa sẽ tham dự từ đoàn Hà Nội. Trong đó có chiếc McLaren 65S của anh Dương. Đó, ít nhất đã có 5 siêu xe đến từ đoàn Hà Nội các bạn nhé. Ngoài ra đoàn Sài Gòn sẽ có hơn 10 chiếc. Theo chia sẻ của anh chủ thì sẽ có hơn 10 chiếc. Ít nhất có khoảng 3 đến 4 người sẽ mang tới 2 chiếc ra. Hiện tại thì chưa rõ anh Minh Nhựa không biết có tham dự hành trình Carbassion lần này không. Nếu anh có mang chiếc Lamborghini Urus ra không thì anh em vẫn chưa rõ. Và rất nhiều người đang chờ đợi anh sẽ mang chiếc Pagani Huayra ra. Tuy nhiên thần gió mà ra thì Hà Nội sẽ có bão mất. Ngoài ra thông tin từ một số anh em chia sẻ thì có thể sẽ là có cả đoàn từ Lào hoặc là từ Trung Quốc sẽ sang. Nếu có cái sự kết hợp này thì thực sự Carbassion 2019 sẽ là một dịp cực kỳ ấn tượng luôn các bạn nhé. Rất rất đặc biệt luôn. Thông tin về siêu xe cũng như hành trình Carbassion 2019 mình sẽ tiếp tục update đến các bạn trong những cái video lần sau. Hôm nay thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé. Nếu có bất kỳ một cái động thái nào mới mình sẽ ngay lập tức tới anh em và lên clip liền cho anh em coi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Phía sau là chiếc F430 Spider đang lùi về chuồng. Trước mặt là chiếc California T. Rồi phía trên là có một chiếc Gallardo Superlega nữa. Quá là đỉnh cao. Đó các bạn nhìn thấy không? Ba siêu xe. Wow, siêu xe hội tụ và chiếc Aventador Roadster có mặt tại cùng với chiếc Ferrari, khá chất luôn anh ạ. Mở cửa.
siêu xe Ferrari 488 Spider. Đây là vòng đầu, quay lại đây.